Ngọc Trinh thắng kiện nhà hát kịch phải bồi thường hơn 230 triệu đồng. Sáng nay, hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ngọc Trinh, buộc nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh bồi thường cho diễn viên này 233 triệu đồng. Sáng ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác giữa nguyên đơn là diễn viên Phạm Thị Ngọc Trinh và bị đơn là nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ đến tham dự phiên tòa như diễn viên Gia Bảo, Huy Khánh, Lê Phương, Trịnh Kim Chi, Hữu Tiến. Sau nhiều ngày xét xử, hội đồng xét xử xác định có sự tồn tại hợp đồng thỏa thuận hợp tác giữa Ngọc Trinh và nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Việc nhà hát kịch đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác với Ngọc Trinh chưa thể hiện nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng đối tác. Vì vậy, nhà hát kịch phải có trách nhiệm bồi thường, thanh toán mọi chi phí theo yêu cầu của nguyên đơn. Tuy nhiên, tòa xét các yêu cầu của Ngọc Trinh khoản tiền cúng tổ là phù hợp với văn hóa, nhưng lại không có cơ sở chứng minh. Vì thế, nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh không phải bồi thường khoản này, cộng với một số khoản khác, không có hóa đơn, chứng từ. Trong phiên xử trước, Ngọc Trinh chủ động rút hai yêu cầu khởi kiện bao gồm chi phí bù lỗ cho diễn viên hơn 96 triệu đồng, chi phí đầu tư kịch Tết năm 2015 hơn 20 triệu đồng. Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử hai yêu cầu này. Thời gian ghi nhận sự tự nguyện của nhà hát kịch trong việc hỗ trợ Ngọc Trinh cùng nhóm kịch mỗi tuần một suất diễn miễn phí ở nhà hát. Trong vòng một năm, nếu chưa đủ chi phí bù lỗ thì nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động tăng thêm suất diễn theo sự thỏa thuận của hai bên. Tổng số tiền nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh phải bồi thường cho Ngọc Trinh là hơn 233 triệu đồng, trả lời zin.vn sau phiên xử. Luật sư Phạm Văn Sinh, người bảo vệ quyền và lợi ích của Ngọc Trinh cho biết, phía chúng tôi rất hài lòng về quyết định của hội đồng xét xử, chi phí hơn 430 triệu đồng là chi phí thật, tuy nhiên có những khoản chỉ có hóa đơn bán lẻ nên tòa không chấp nhận. Mạnh miệng nói nằm cạnh trai nhưng không làm gì, lộ loạt ảnh này thì Ngọc Trinh, Phương Trinh hết đường cãi. Nhìn loạt ảnh táo bạo bên bạn trai này của hai cô nàng tinh trinh thì ai cũng sốc, nên chuyện tuyên bố không làm gì lúc nằm cạnh người yêu khiến nhiều người khó tin. Ngọc Trinh và Angela Phương Trinh ngoài trùng tên thì đều sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng gợi cảm. Ngoài ra còn có những phát ngôn vô cùng sốc. Hiện tại cả hai đang là tên tuổi hot trong showbiz Việt. Mỗi khi xuất hiện ở đâu đều khiến truyền thông phải chú ý. Ngoài ra trong chuyện ấy, Ngọc Trinh và Angela Phương Trinh cũng có vẻ thận trọng như nhau. Bà mẹ nhí từng mạnh mồm tuyên bố rằng, đến lúc nào lấy chồng thì mới chịu treo cái ngàn vàng. Tôi thà ế chồng còn hơn đi cho trinh tiết, mất đi tất cả rồi lỡ may tính cách cũng không hợp nhau phải chia tay. Sau này lấy chồng biết ăn nói ra sao. Phán một câu xanh rờn như vậy, nhưng mỗi lần đi chơi với bạn trai, Angela Phương Trinh thường có những hành động khiến nhiều người sửng sốt. Thậm chí với những người không phải người yêu mà cô vẫn ngang nhiên ôm ấp tình tứ một cách bạo dạng. Angela Phương Trinh từng gây choáng khi khoe ảnh giường chiếu cùng bạn trai tin đồn. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng khẳng định rằng mình còn zin. Cô không ngại sexy bên chàng trai này, nhìn cách ăn mặc của Angela Phương Trinh mà ai cũng choáng. Angela Phương Trinh còn vướng lùm xùm tình ái với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Hình ảnh cả hai nắm tay tình tứ khiến dân mạng xôn xao, tuy nhiên Phương Trinh vẫn khẳng định là hiểu nhầm. Còn với chàng cảnh sát hot một thời này, dù không phải bạn trai nhưng Angela Phương Trinh hồn nhiên ôm và hôn nhau như có tình cảm thực sự. Đây là người yêu lớn tuổi cách đây vài năm của Angela Phương Trinh, hai người gắn bó một thời gian dài và thường xuyên đi chơi đêm thế này. Như vậy có thể thấy Angela Phương Trinh dính khá nhiều nghi án yêu đương và ai cô cũng thể hiện sự thân mật ngọt ngào. Ngoài ra phong cách ăn mặc hở hang của Phương Trinh còn khiến nhiều người chết ngất. Chính vì điều này mà nhiều người nghi ngờ lời tuyên bố còn Trinh của bà mẹ nhí chỉ là hư cấu. Còn Ngọc Trinh từng khiến nhiều người choáng khi từ chối làm chuyện ấy với bạn trai cũ Hoàng Kiều khi hai người đang nằm cạnh nhau. Theo như chia sẻ của tỷ phú người Việt giàu nhất thế giới, tôi cũng không như bao người đàn ông khác, dù nằm cạnh nhưng không đụng vào cô ấy khi cô ấy bảo rằng em chưa muốn. Trong đầu Trinh lúc nào cũng nghĩ Hoàng Kiều giống như bao người đàn ông khác, không có bản lĩnh, nhưng không, tôi bảo rằng anh tôn trọng em và anh là người đàn ông bản lĩnh, khác người. Em hãy về phòng riêng của mình và ngủ ngon. Dù nằm cạnh mà chưa làm gì, nhưng chỉ cần xem qua loạt ảnh mới lộ này thì chẳng cần chung giường cũng khiến nhiều người choáng.
Ngọc Trinh từng gây choáng khi công khai cuộc tình nàng 27 chàng 72. Khoảng thời gian cả hai còn hạnh phúc bên nhau, tuy nhiên được vài chục ngày thì cặp đôi đã chính thức chia tay. Dù có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào nhưng Ngọc Trinh và Hoàng Kiều cho biết vẫn chưa làm gì vì người đẹp Trà Vinh chưa sẵn sàng. Tuy vậy loạt ảnh Ngọc Trinh ngồi trên đùi tỷ phú Hoàng Kiều, đôi mắt ngắm nghiền, có vẻ rất phê khiến nhiều người đỏ mặt. Sang đến khoảnh khắc này thì đúng là choáng luôn, Ngọc Trinh còn ngã hẳn người về phía sau, hai người chẳng ngại thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè. Dù chẳng làm gì nhưng xem ra cả hai đã vô cùng thân mật, chẳng ngại ôm ấp trước mặt người khác nữa. Bức ảnh ăn kem chung khiến ai cũng giật mình vì độ táo bạo của cặp đôi lệch tuổi này. Huỳnh Anh hẹn hò ở rạp phim Danh Tính Cô Gái Lạ gây bất ngờ. Cặp đôi tránh hầu hết mọi sự chú ý của người tham gia sự kiện. Tối ngày 11 tháng 7, sự kiện ra mắt bộ phim bom tấn Hoa ngữ Vu Công Ngộ Không Kỳ Truyện đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của một số diễn viên ca sĩ. Đáng chú ý trong sự kiện là sự xuất hiện của Huỳnh Nam. Nam diễn viên vừa bước ra khỏi cuộc tình với á hậu Hoàng Anh gây nhiều tiếc nuối cho fan. Huỳnh Anh tới sự kiện một mình và ăn mặc khá đơn giản. Sau khi chụp hình ở sân khấu, nam diễn viên nhanh chóng rời khỏi khu vực tổ chức sự kiện khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên khi buổi diễn được diễn ra và đèn trong phòng chiếu đã tắt thì Huỳnh Anh mới vào hàng ghế của mình cùng một cô gái mà nhiều người đã nhận ra đó chính là Hoàng Anh. Xuyên suốt buổi chiếu phim, á hậu ngã đầu vào bạn trai cũ khá tình cảm khiến nhiều người có mặt trong sự kiện phải ngạc nhiên. Bởi cách đây không lâu, cặp đôi đã xác nhận chia tay sau 3 năm hẹn hò. Hết buổi chiếu, Hoàng Anh và Huỳnh Anh nán lại khá lâu cho tới khi khán giả ra hết. Cặp đôi chỉ ra khỏi phòng chiếu khi đã tách riêng. Trước đề nghị phỏng vấn của chúng tôi, Huỳnh Anh khéo léo né tránh với lý do đang vội di chuyển gấp. Sau đó, hai người rất nhanh chóng rời khỏi sự kiện, tránh gây chú ý. Hoàng Anh và Huỳnh Anh là một trong những cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2014 và đã từng rất hạnh phúc bên nhau, bất chấp việc Huỳnh Anh kém bạn gái tới 3 tuổi. Sau 3 năm hẹn hò, lý do chia tay được Huỳnh Anh chia sẻ chính là vì những rạn nứt không thể hàn gắn được. Ngay sau đó, anh chàng diễn viên Thiên Sứ 99 lại gây chú ý khi xuất hiện cùng Hoàng Anh tại một sự kiện khác. Thậm chí anh ân cần chăm sóc cho á hậu. Sau sự kiện đi xem phim cùng nhau lần này, hẳn nhiều người hy vọng sự tái hợp của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Sự kiện hôm nay cũng có sự tham gia của cặp đôi ồn ào Trương Quỳnh Anh và Tim, đôi vợ chồng sánh đôi với nhau rất tình cảm, thậm chí còn diện phụ kiện kính đôi, đánh tan nghi ngờ rạn nứt bấy lâu nay. Điểm lạ vụ thi thể bé trai mất tích ở Quảng Bình. Xung quanh thông tin phát hiện thi thể bé trai mất tích ở Quảng Bình, chiều ngày 8 tháng 7, trao đổi với phóng viên Báo Đất Việt, đại diện Công an phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Ninh xác nhận thông tin. Khoảng cách phát hiện thi thể cháu bé với nhà cháu là 1.000 đến 1.500 mét. Hiện trường đang phong tỏa để các cơ quan ban ngành khám nghiệm, điều tra làm rõ. Trước thông tin thi thể cháu bé Trần Trung Nghĩa, 6 tuổi, ở phường Quảng Long, có nhiều vết đâm. Theo thông tin theo báo Vietnamnet, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho rằng vấn đề này đang được cơ quan pháp y tiến hành kiểm tra làm rõ. Ông Hiệu nói, có hay không vết đâm, vết xước trên người cháu bé thì phải có kết luận của cơ quan pháp y. Ngay cả người dân khi nhìn qua cũng khó phát hiện được vì khi thấy thi thể, tinh thần họ cũng hoảng loạn rồi. Trước đó, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cũng chia sẻ, tại thời điểm được người dân phát hiện, thi thể cháu bé có vấn đề. Về việc này, anh Trần Khánh Duy, anh họ của cháu Nghĩa cho biết, gia đình đang làm các thủ tục để đưa thi thể của Nghĩa về nhà an táng. Theo anh Duy, thi thể bé Nghĩa được phát hiện vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày bởi một người dân đi thả lưới đánh cá. Khu vực phát hiện là một bãi cát. Điểm đáng chú ý, theo anh Duy, chỗ phát hiện thi thể em sáng nay, 8 tháng 7, mấy hôm trước gia đình tôi cũng đến và cũng đã xuống mò rồi mà không thấy gì. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn ra thông báo truy tìm tung tích của cháu Nghĩa, chú tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long mất tích. Theo thông báo truy tìm của Công an thị xã Ba Đồn, vào khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 7, Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo của anh Trần Văn Ất, bố của cháu Nghĩa, về việc khoảng 17 giờ cùng ngày, cháu Nghĩa chơi cùng với bố mẹ và anh trai ở sân của gia đình.
Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình cháu Nghĩa vào bếp nấu ăn chừng 30 phút, sau đó quay ra thì không thấy cháu Nghĩa đâu nữa. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không phát hiện được cháu Nghĩa ở đâu và nghi là cháu bị bắt cóc.